Xin kính chào quý vị và các bạn. Khoảng đêm nay, bão số 8 sẽ đi vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và giảm cường độ xuống còn cấp 9, giật cấp 11. Sau đó đến trưa chiều mai, bão sẽ đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, ngay từ đêm nay, cảnh báo gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến cấp 10. Thời gian có gió mạnh sẽ đến hết chiều mai. Nhận định khu vực trọng tâm đổ bộ đó là khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho tới Quảng Bình. Thế nhưng vùng mưa lớn do bão sẽ rộng hơn rất nhiều, khắp từ Bắc Bộ trở vào cho tới Quảng Trị. Cao điểm mưa sẽ là từ đêm nay và ngày mai, lượng mưa phổ biến từ 100 cho đến 200 mm, riêng Thanh Hóa đến Quảng Bình lên tới 200 cho đến 300 mm và có những nơi còn trên 350 mm. Mưa lớn chút xuống cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi cũng như ngập úng cục bộ tại những vùng trũng thấp ven sông. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều đến tối mai có mưa dông diện rộng do gió Tây Nam hoạt động mạnh, có nơi mưa vừa đến mưa to, tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Trên biển, do ảnh hưởng của bão số 8, huyện đảo Hoàng Sa đêm nay và ngày mai gió mạnh cấp 8 đến cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14. Còn với huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, trời mưa dông tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy cũng như gió giật. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ vào ngày mai.